Today's program will be presented in Olexis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Olexis, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Joyful greetings, enthusiastic viewers. I am Jimmy in Boston, Massachusetts, USA. We pray to heaven to bless you with divine wisdom and boundless mercy. The United States of America, known as Land of the Free, Home of the Brave, has come to symbolize freedom throughout the world. People from all nations and from all walks of life have called the United States home. They have been welcomed with open arms. Indeed, the famed Statue of Liberty is the embodiment of this dream. In New York's public education system alone, its student body represents 145 countries. The United States has a deep affinity with Supreme Master Ching Hai. With her boundless love and compassion, Supreme Master Ching Hai has provided humanitarian assistance to many parts of the country. In 1993, she sent relief teams to provide financial and material assistance to the victims of the six Midwestern states that were severely affected by heavy rain and flooding. On December 27, 1997, at the benefit concert, A Journey Through Aesthetic Realms, Supreme Master Ching Hai generously contributed $100,000 each to the Vietnam Children's Fund and the U.S. Department of Veterans Affairs. The following year, at another benefit concert, One World of Peace Through Music, she once more contributed generously, with two charity organizations being the recipients of her love. St. Jude Children's Research Hospital received $150,000 and the Starlight Children's Foundation received a check for $100,000. Additionally, in the face of one of the worst human tragedies ever to occur on U.S. soil, on September 11, 2001, Supreme Master Ching Hai responded immediately, sending relief teams from around the country and all over the world to Ground Zero in New York City. Supreme Master Ching Hai's financial contributions amounted to over $300,000 to organizations aiding the victims. More recently, on August 27, 2011, at the benefit musical, The Real Love, in Pasadena, California, USA, Supreme Master Ching Hai further expressed her loving care through offering generous contributions of $35,000 to each of six charitable organizations: Child Help, EarthSave, Environmental Media Association, or EMA, Greenpeace, United Way of Greater Los Angeles, and United Way Worldwide. On October 27, 2012, at the premiere of Loving the Silent Tears, the musical, during the charity presentation part of the program, three nonprofit organizations were honored by Supreme Master Ching Hai with $300,000 in donations. Among them, Worldwide Veterinary Service and Animal Defenders International are dedicated to protecting our animal co-inhabitants. And Broadway Cares Equity Fights AIDS is dedicated to helping humans in need. To this day, Supreme Master Ching Hai continues to extend her loving compassion to all parts of the U.S. From Virginia, Ohio, Kentucky, and Alabama, to California, Florida, Texas, Hawaii, and other states. We now invite you to listen to the following lecture by Supreme Master Ching Hai, entitled The Six Paths to Perfection, Part 1 of 4, given on March 1st, 1991, in Houston, Texas, USA.
Và giờ đây xin giới thiệu cùng quý vị Vô Thượng Sư Thanh Hải. Cảm ơn quý vị. Sư hồi đó nghe nói ở Texas á, toàn là cao bồi không à? Tưởng đâu sư phụ xuống xe là thấy cao bồi không, thế là thấy người Việt Nam không? Ở Texas người Việt Nam nhiều lắm mà, 50-60 ngàn phải không? Trời ơi, biến thành quê hương thứ hai rồi. Năm mới cũng còn năm mới, kính chúc quý vị vạn sự lành, vạn sự như ý. Trường hợp muốn sum họp với gia đình thì sớm sum họp, gia đình sớm đoàn tụ, công việc làm ăn phát đạt, con cái ngoan ngoãn, muốn gì được nấy, và sớm tu hạnh thành Phật. Mấy lúc gần đây thế giới của mình á rất là rộn rịp, mọi người đều rộn rịp tu hành, thì hôm nay sư phụ nói về cái việc rộn rịp tu hành của thế giới mình thôi. Buổi sáng hôm nay sư phụ được đài truyền thanh phỏng vấn á, 8 giờ sáng, họ hỏi sư phụ rằng cô nghĩ rằng làm những cái việc như cô làm như vậy đó thì có thể nào đoàn kết được những dân tộc trên thế giới không, chấm dứt chiến tranh không? Sư phụ nghĩ rằng nếu mà mọi người đều hiểu được tất cả những gì sư phụ nói mà tin theo và làm theo thì được, nhưng mà nếu mà không có đoàn kết được tất cả thế giới lại với nhau thì ít ra chúng tôi cũng thắp lên những ngọn đuốc trong đêm dài tăm tối, có 1-2 ngọn đuốc còn hơn là không. Sư phụ nói rằng thắp những ngọn đuốc trong cái thế giới tăm tối mà. Họ mới hỏi tiếp sư phụ rằng như vậy thì cô nghĩ rằng thế giới mình bây giờ đang ở trong giai đoạn tăm tối, hoặc là ở trong giai đoạn sắp bước qua cái giai đoạn khai ngộ đó, quang minh á? Sư phụ nói rằng tôi nghĩ rằng thế giới mình đang bước qua giai đoạn quang minh. Họ hỏi tại sao? Sư phụ nói rằng thí dụ như ông coi tất cả trên thế giới, các nước trên thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng, bây giờ đâu đâu cũng rầm rộ những phong trào tu thiền. Thiền không phải cái nào cũng giống như Zen, không phải giống như thiền Việt Nam. Thiền là nói chung một cái cách tu hành mà bao gồm cái sự ngồi thiền, quý vị hiểu không? Cho nên tất cả những cái đoàn thể nào mà có ngồi tĩnh lặng á, quán nội tâm của mình, hoặc là niệm Phật, niệm chú gì đó, ngồi tĩnh lặng á, đó cũng đều là bao qua môn thiền hết. Chứ không phải thiền chỉ dành riêng cho Phật giáo mà thôi. Không phải thiền dành riêng cho những người Việt Nam hoặc là những người tập với sư phụ mà thôi. Mình nói cái gì phải cho công bình, chính đại. Lẽ ra cái chữ thiền đâu phải của Việt Nam mà cũng đâu phải của Phật giáo. Mình mượn của người ta mà. Mượn cái chữ Sanskrit, mượn của chữ Phạm á, chữ Dhyana. Rồi sau này mình thấy người khác là mình cứ nói cái này ngoại đạo. Mình cũng mượn của người ta thôi. Còn những cái câu chú, câu kinh của mình đọc ở trong sách Phật á, phần nhiều là của người Ấn Độ hết. Quý vị không tin, quý vị qua Ấn Độ học tiếng Ấn này rồi biết. Thí dụ nội cái chữ án lam của mình niệm đó thôi, tịnh sân thân khẩu nghiệp chân ngôn đó, án lam đó, trước khi quý vị đọc kinh nó phải niệm án lam, nhớ không? Câu đó là câu chú ruột của Ấn Độ chứ, của Bà La Môn giáo chứ. Cái kêu là thường nữa, kêu là Om Ram, có nghĩa tán thán thượng đế. Ram là thượng đế đó, biết không? Thí dụ như mình đi vô chùa, người ta cũng nói kiểu mình A Di Đà Phật, không? Qua Ấn Độ mấy cái chỗ kia là nó ram, hoặc là om ram. Rồi mình dịch ra mình có từ tiếng Trung Quốc á, tiếng Trung Quốc nó đâu có nói chữ R, cái gì ram nó thành lam hết trơn. Quý vị cũng hiểu mà, ví dụ vậy đó. Thành ra om ram biết là án lam. Rồi cái chỗ kêu am ram. Còn ví dụ Hari, Hari, Heri, cái đó là cái bên kia nó kêu Hari đó, cũng như Hari Krishna vậy đó. Thì sư phụ nói qua rằng tất cả những cái đoàn thể trên thế giới bây giờ có khuynh hướng ngồi thiền rất nhiều. Chẳng hạn như nước Mỹ, thí dụ quý vị mà nghiên cứu qua những cái phong trào yoga ở đây đó, hoặc là những cái môi trường mà thiền định của người ta thấy rất nhiều rồi. Và còn những sách, những cái văn thống kê nói về sự ăn chay thì vô số kể.
Cho nên phải biết rằng cái sự ăn chay ngày hôm nay và cái sự tu hành ngày hôm nay không còn cái gì mà lạ lùng nữa, mà không còn cái gì mà thần bí nữa. Mình phải đi nghiên cứu cho nhiều, nhất là những người Việt Nam hôm nay đã được may mắn ra ngoại quốc, ra cái xứ mình kêu bằng cũng văn minh hơn nhiều nước khác, là có nhiều cái tài liệu để mình học hỏi, có sự tự do tín ngưỡng, có sự tự do chọn lựa, có rất nhiều điều kiện để mình học hỏi những điều đạo lý. Cho nên sư phụ nghĩ rằng những người Việt Nam qua đây phải lẹ lẹ gấp gấp mà hòa hợp với cái phong trào thăng tiến của nước này hoặc là những nước văn minh trên thế giới, để mà mình theo cho kịp. Mai mốt những người Việt Nam ở đây về nhà phải làm gương cho những người ở Việt Nam, những người mà vì định mệnh, vì những điều kiện nào đó không có được ra ngoại quốc để học hỏi như những người mình. Quý vị đừng nghĩ rằng Thượng Đế hoặc là nói chung trời Phật đưa quý vị ra ngoại quốc để chơi, để kiếm tiền đâu. Có một cái, có lẽ có một cái kế hoạch nào đó trọng đại hơn như vậy nữa. Để mà thứ nhất hòa hợp nhiều dân tộc trên thế giới với nhau. Chứ trước kia Việt Nam là ở Việt Nam thôi, bây giờ Việt Nam ở đầy trên thế giới hết. Như vậy cũng vui. Sau này mình có bà con anh em cha mẹ dòng họ là người Úc, người Mỹ, người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha, người Pháp, người Đức, người Đan Mạch, người Norway, người tùm lum hết. Vậy mình là bà con của tất cả các nước. Như vậy nó vui chứ. Rồi mình học hấp thụ được tất cả những văn minh, những nền văn minh mà thuần túy nhất trên thế giới. Mai mốt mình có về Việt Nam, nước mình cái gì cũng có hết. À, văn minh nước nào cũng có hết. Như vậy là mình ngon chứ. Thì bây giờ quý vị vừa ở đây phục vụ cha mẹ anh em, vừa kiếm tiền để mà bảo đảm sinh kế của mình, nhưng mà cũng phải vừa tiếp tục học hỏi những cái tinh túy của nước khác, của nước họ, để mai sau trường hợp mình có nhớ quê hương, mình có thích về quê hương, hoặc là có dịp nào đó về quê hương, mình phải làm một ngôi sao sáng ở trên bầu trời Việt Nam. Sư phụ tuy rằng đi đông đi tây, nhưng mà đã sinh ra ở nước Việt Nam thì có nợ nần của nước đó, ăn cơm nước đó để mà lớn khôn, hưởng thụ cái nền giáo dục của nước đó để mà trưởng thành. Cho nên cái những việc của sư phụ làm hôm nay sẽ đóng góp vào cái nền văn minh của xứ sở. Và làm, nếu mà có được sự tin cậy của quốc tế thì có thể nói là làm rạng danh chút đỉnh cho nòi giống của mình. Chứ sư phụ không có ý đồ cái gì hết trơn. Cho nên nếu quý vị nghĩ rằng mình muốn làm một người công dân Việt Nam yêu nước thiệt tình thì phải tìm tòi học hỏi. Như những gì sư phụ nói ngày hôm nay, quý vị không tin thì không sao, nhưng mà để từ từ học hỏi những gì mà sư phụ nói ngày hôm nay, hoặc là trên những cái băng truyền hình, hoặc là nhiều khi quý vị nhận được báo chí, hoặc là những cái sách vở của học trò sư phụ in ra đó, quý vị nếu không tin thì đừng vội từ chối liền, phải không? Tại vì còn nhiều cái điều khác có thể chứng minh điều đó là thật. Bây giờ trong các nước trên thế giới, nước nào cũng có rất nhiều đoàn thể mà họ tập trung với nhau để họ ngồi thiền. Ngồi thiền có rất nhiều phương pháp và có rất nhiều cái sự tổ chức. Có tổ chức thì thâu tiền, có tổ chức thì không thâu tiền. Có người thì đi truyền bá khắp các nơi trên thế giới, còn có những vị thầy thì ở yên một chỗ để mà đợi người ta biết mình mà đến thì thôi. Thì những đoàn thể nào dù là thâu tiền hay là không thâu tiền, dù đi quảng bá trên thế giới hoặc ngồi yên một chỗ để đợi những người có duyên đi nữa, thì tất cả những đoàn thể này dù ngồi thiền cách nào đi nữa cũng đã cung ứng, cũng đã cống hiến một cái khí, bầu không khí hòa bình cho thế giới này. Mà càng có nhiều đoàn thể như vậy thì thế giới càng văn minh, càng tiến bộ, càng hòa bình. Nên sư phụ chỉ là một cái ngọn đuốc nhỏ ở trong cái môi trường này mà thôi. Nhưng mà bởi vì trời Phật hình như đã bắt buộc sư phụ phải đi ra làm việc này, cho nên sư phụ từ chối không được. Sư phụ đã từ chối biết bao nhiêu lần, nhất là trước khi ra đã từ chối 3-4 lần. Lần nào bị
bị phát hiện ra sư phụ cũng bỏ chạy mất. Rồi bị phát hiện nữa, rồi sư phụ bỏ chạy qua nước khác nữa, rồi qua nước đó cũng bị phát hiện nữa, rồi bỏ chạy. Chạy 3-4 lần, tới lần thứ 4 thôi sư phụ nó đầu hàng. Thôi được rồi, thôi phải đi ra chấp nhận trách nhiệm. Không phải hồi đó sư phụ tránh trách nhiệm, nhưng mà sư phụ chưa có nghĩ rằng mình có làm được cái gì cho thế giới. Sau này ra làm việc rồi mới thấy có làm được chứ không phải không làm được. Không muốn nói rằng rất nhiều, nhưng mà cũng có làm được chút đỉnh. Cho nên bây giờ những người Việt Nam ở nước Mỹ phải từ từ và gấp gấp mà học hỏi theo cái đà tiến triển của nước Mỹ và của nhân loại. Bây giờ nếu qua đây mà mình chỉ kiếm tiền thôi thì nó uổng quá, uổng quá. Cho nên Việt Nam cái gì cũng có, đạo đức cũng có, hiếu thuận cũng có, văn hiến 5.000 năm, 4.000 năm. Mình là một trong những nước kỳ cựu nhất trên thế giới. Quý vị phải biết, mình lẽ ra phải làm bậc đàn anh, nói gương sáng cho thế giới mới phải. Cho nên quý vị bây giờ qua đây không phải kiếm tiền để gửi về Việt Nam là đủ đâu. Nên nhớ cái bổn phận trọng đại của mình. Nếu chưa biết thì hôm nay sư phụ nói cho mà biết. Không phải trời Phật phóng quý vị ra tất cả các nước trên thế giới để mà kiếm tiền đâu. Nước mình lúc nào cũng có đầy đủ thức ăn, trái cây nhiều, thiệt là nhiều. Sư phụ nhớ cái lúc mà còn đi học á, đủ thứ trái cây hết. Đi Bình Dương, đi Long Thành á, là thôi hái biết bao nhiêu cũng được, mà tiền rất là rẻ, mình tự đi hái nó rẻ lắm. Rồi lúa thì thôi xuất cảng ăn không hết, mới xuất cảng. Mà lúa Việt Nam là nổi tiếng nhất thế giới. Gạo tắm thơm á, nổi tiếng nhất Đông Nam Á và nổi tiếng nhất thế giới nữa. Ai cũng biết gạo mình ngon nhất. Có nhiều sản phẩm khô hoặc là sản phẩm tươi nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng mà những người Việt Nam đi ra hải ngoại phải học cho nhiều, đặng về mới cùng nhau làm việc, mới phát triển được cái nền văn minh và kinh tế của Việt Nam. Quý vị đừng nên quên cái chuyện này. Mà muốn phát triển làm sao nè, muốn học cho giỏi nè, không phải chỉ coi sách vở mà đủ. Coi sách vở thì tốt, để cho mở rộng cái tầm kiến thức của mình, để cho làm cho cái quan niệm của mình nó không còn hẹp hòi nữa, mà nó trở thành bao dung, nó trở thành sáng suốt. Nhưng mà phải thực hành những điều mình học. Bây giờ muốn học cho lẹ, cho dễ hiểu thì phải tu tập thiền quán. Kinh Kim Cang Phật có nói mà, có 6 phép ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Rồi trí huệ, thấy không? Bố thí là những gì? Đối với cha mẹ anh em bà con mình rộng rãi, đối với người tị nạn mình giúp đỡ, đối với những người chưa biết Phật pháp mình giảng giải cho họ nghe. Nếu mà mình biết, hoặc là mình biết cái gì thì mình giảng cái đó, cái gì mình không biết mình nói là cái này tôi chưa biết. Mình không nên che lấp cái sự vô minh của mình. Thôi mình biết thì mình chỉ cho người ta. Sau này thí dụ mình tu pháp Quán Âm hoặc là cái pháp môn nào đó, rồi mình được khai ngộ sáng suốt ra, mình đem cái sự sáng suốt của mình chỉ dạy cho người khác, giúp đỡ cho người khác cũng sáng suốt như mình. Đó là sự bố thí. Bố thí tiền bạc, bố thí sức lực, bố thí tinh thần và bố thí về tâm linh. Đức Phật nói rằng bố thí về tâm linh là cao lớn nhất đó. Tuy vậy, người ta đói chết rồi, tới nơi rồi mà mình cứ đứng đó mình nói chuyện tâm linh hoài thì người ta không nghe, không có vô, thì cũng phải cho tiền cho bạc người ta. Cái lúc mà người ta đau ốm, người ta bệnh hoạn, người ta không có tiền, hoặc là lúc người ta cần thiết những cái vấn đề tài chính hoặc là vật chất, mình phải giúp đỡ người ta nữa. Trong kinh Dược Sư có nói rằng Ngài Dược Sư lúc còn tu hạnh Bồ Tát đó, ai hỏi cái gì Ngài cũng cho hết. Những chuyện vật chất Ngài cho hết. Người thiếu thốn mùng mền thuốc men, quần áo, cơm gạo Ngài cho hết cho người ta ăn uống đã rồi, cho no nê hết, khỏe khoắn rồi, rồi mới đem pháp thượng thừa dạy bảo cho họ thoát sanh tử luân hồi. Thì chúng ta là những người gọi rằng Phật tử, phải làm y như vậy. Nếu trường hợp có thể được, nếu mình không có thể được thì mình ủng hộ tinh thần cho những người làm những việc tốt đó. Chứ không phải thấy người ta làm việc tốt rồi mình đứng đó mình ghen, mình ghét, mình chỉ, mình nghi ngờ người ta, mình làm cho người ta lụng bại tinh thần, làm cho người ta thanh danh tàn mạt, làm cho cái công lao, cái lý tưởng của người ta nó bị lung linh, nó bị sụp đổ. Vậy là cái tội mình nhiều lắm á. Đã không làm phước mà còn làm tội nữa. Đó là bố thí. Có nhiều cách lắm. Thí dụ như mình không chửi bới người ta, mình ủng hộ tinh thần người ta, làm cho người ta có lòng tự tin, đó cũng là một cách bố thí. Mình tha thứ cho người ta để người ta an tâm,
không sợ mình báo thù báo hận, đó là cũng là một sự bố thí. Quý vị có hiểu không? Rồi trì giới đó, trì giới người tại gia chỉ có 5 giới thôi, dễ lắm, dễ lắm, thì ráng mà trì. Trì được giới nào hay giới đó. Thứ nhất là cái giới sát sanh, mình phải ráng mình trì được chừng nào hay chừng đó, rồi tất cả những cái giới khác nó đều cũng bao gồm ở trong đó. Giới sát sanh có lẽ là cái tiếng Phạn nó kêu là Ahimsa. Ahimsa có nghĩa là không làm hại tới những người khác đó, chứ không phải là sát, sát không mà thôi. Không làm hại bao qua thân, khẩu, ý và những điều nó hành, nó tỏi này kia, cái nọ cũng đều là thuộc về không làm hại người khác đó. Thí dụ như mình nói mình ăn, mình không có giết con vật nào hết, mà không giết ai hết, nhưng mà mình ăn mặn đó cũng là một cách gián tiếp, tại mình không ăn ai giết. Rồi trong kinh Phật có nói sát gián tiếp và trực tiếp. Trực tiếp là tự mình giết, gián tiếp là người ta, tại vì mình mà người ta giết. Rồi, thành ra đừng chối cãi cái này. Nhiều khi trong chùa cũng có giảng những cái này rõ ràng, mà quý vị ít đi chùa hoặc là đi chùa vô cho chơi, bận quần bận áo cho đẹp, chứ không có để ý nghe. Vô lạy Phật xong rồi cúng hai cái đồng bạc, rồi cầu một dãy vậy nè. Không biết bao nhiêu dòng họ bà con ba bốn đời vậy đó. Rồi cúng hai ba cái trái cây, rồi nhiều khi đem về ăn luôn. Đặng cho nó có phước. Phật ăn qua rồi mình ăn lợi đó, nó có phước. Không biết Phật làm việc quá trời quá đất, lấy hai ba đồng bạc của mình mà chết luôn á. Thành ra quý vị đi chùa nhiều khi không có hỏi pháp của quý thầy, thấy chưa? Không có chịu tới đó mà học hành, không học hỏi quý thầy, không cho quý thầy có dịp để mà thi thố cái cái gì, cái sự hiểu biết về đạo đức của quý thầy. Thứ nhất, thứ hai, quý vị càng hỏi thì quý thầy đó càng phải học thêm. Quý vị cũng giúp đỡ cho quý thầy đó học hỏi thêm kinh điển nữa, đã sợ học trò nó hỏi bí, sợ mấy người cư sĩ họ hỏi hơn mình. Thành ra quý vị đi chùa mà nếu không có tìm quý thầy mà học á, là quý vị vừa hại quý thầy, vừa hại cho mình, mà vừa làm cho cái chùa nó tàn nữa. Thấy chưa? Chùa nó không đúng nghĩa là chùa nữa. Chùa đó không phải là cái chỗ để mình đến mình xin xỏ những ân huệ, nhưng mà đến để mình khai mở cái trí huệ của mình ra. Mình không nên lúc nào cũng cầu cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc là Đức Phật Tổ Như Lai ban ân huệ cho mình, mà mình phải làm một vị Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình phải lúc nào cũng ráng muốn làm một vị Quan Âm Bồ Tát, tìm hết cách để đạt cái ngôi vị Bồ Tát để mà cứu khổ cứu nạn. Chứ một mình Quan Thế Âm Bồ Tát rồi trăm ngàn hằng hà sa số chúng sanh cứ cầu hoài vậy thì tội nghiệp cho Ngài quá, phải không? Hả? Mình làm đệ tử mà sao không có lòng nhân? Tội nghiệp của một mình bà bà gánh đủ thứ, người nước Việt, người nước Tàu, người nước Thái, người nước Ấn, người nước Sri Lanka, người đủ thứ hết, người nào nước Phật giáo cũng cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, mà không ai chịu thành Quan Âm Bồ Tát, không ai chịu tu hành để mà đạt được cái quả vị của Ngài, để gánh bớt cái nghiệp của Ngài, gánh bớt cái công việc làm của Ngài. Cho nên quý vị đi chùa, nếu nói đi chùa thiệt thì phải học hỏi, đi nhà thờ thiệt thì phải ráng tìm mấy ông cha mà hỏi, hỏi đạo, hỏi cho rành. Như vậy mới kêu là đi chùa hoặc là đi nhà thờ. Cái chùa và cái nhà thờ vốn là lập ra để cho người ta đến học hỏi đạo lý và ngồi thiền thanh tịnh. Tại vì những cái chỗ ngoài kia loạn động, nhiều khi đang ngồi thiền không có được yên tĩnh. Cái chùa là cái chỗ thiền quán, cái trung tâm thiền nó mới là đúng. Đừng nói bây giờ chùa là thôi, nam thanh nữ tú bận quần bận áo cho đẹp, đặng cho người ta thấy, người ta coi thôi. Đốt hai ba cây nhang để đó, hai ba trái cây để đó, vậy đó là tôi đi chùa đó. Rồi về, trước khi đến mà về, sau khi đến cũng không biết gì thêm hết trơn. Vậy thì đi chùa đâu có lỗi gì. Mà cũng chưa biết là ông Phật ở trên bàn đó, ông có cho mình cái điều mà mình muốn hay không nữa. Cái cầu đại vậy rồi, ông trả lời hay không trả lời mà kệ, cứ đi về thôi. Khi mà mình muốn cái việc gì, mình phải đợi câu trả lời chứ. Hả? Tại sao mà ta chưa trả lời gì hết, cái bỏ chạy về làm sao? Vậy uổng trái cây. Thiệt chứ. Bây giờ sư phụ yêu cầu đề nghị quý vị mỗi lần tới chùa cúng Phật đợi ông Phật gỗ mở miệng ra mới được chạy, mới được đi. Nhưng mà quý vị cúng, nhưng mà cúng thì cúng vậy, nhưng mà trong lòng biết là Ngài không có hưởng gì hết. Nếu không chắc xỉu á. Nếu mà Ngài mở miệng ra, Ngài ăn mấy trái táo của quý vị là quý vị xỉu. Bỏ chạy, ma nhập tượng gỗ. Đã biết không được mà cứ cúng hoài. Đã biết không có linh nghiệm mà cứ cúng.
Thì thôi cũng được đi. Thôi ông Phật gỗ ông không nói chuyện thì phải kiếm mấy ông thầy còn sống á, ông Tăng á, hỏi ông cho ông có dịp mà ông làm bổn phận của một vị thầy tu, và ông có cái cơ hội mà ông học hỏi thêm, đó mới kêu bằng mình đi chùa. Còn không, chùa chỉ là một cái cách trang hoàng cho một nước mà thôi, chứ không kêu bằng che chở hồn dân tộc được, không kêu có thể kêu bằng nếp sống muôn đời của tổ tông được. Tổ tông hồi xưa sống khác với mình bây giờ. Tổ tông của mình là những thiền sư. Tổ tông của Phật giáo là một vị Phật sống. Còn cái nếp sống của mình bây giờ nó đâu có phải là nếp sống muôn đời của tổ tông nữa, mà cứ với nhiêu mà nói hoài. À, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông có che chở được hồn dân tộc không? Có xách cái chùa từ Việt Nam qua đây che chở cái hồn của mình được không? Đâu có được. Chùa để chỗ nào là để chỗ đó. Chiến tranh là cũng dẹp luôn á, chùa chiền cũng biến thành những cái office thôi, những cái chỗ làm việc của chính phủ, còn tàn mạc hơn hồi xưa. Tại vì mình không có học Phật chánh đáng, mình bảo vệ cái truyền thống của tổ tông muôn đời của mình. Tổ tông của Phật giáo là những nhà đại thiền sư. Quý vị về nhà đọc Thiền sư Việt Nam của Thượng Tọa Thích Thanh Từ, quý vị biết những người Việt Nam hồi xưa họ tu hành như thế nào, có những nhà đại thiền sư như thế nào, những người khai ngộ như thế nào. Đọc lịch sử Phật giáo, những câu chuyện Phật giáo, biết Đức Thích Ca Mâu Ni Phật làm những chuyện gì. Cái đó không kêu mà nếp sống muôn đời được chứ. Còn bây giờ mình vừa ăn mặn vừa uống rượu, rồi không biết Phật giáo là cái bao nhiêu, rồi vô chùa cũng không hỏi ăn gì hết, mà đi ra chùa về chùa cũng không hỏi ăn gì hết, rồi Phật giáo tùng không, cũng không có biết gì hết. Làm sao mình nói nếp sống muôn đời được của tổ tông được? Không có noi theo cái nếp sống của tổ tông mà. Sư phụ cũng rất buồn là làm Phật lòng quý vị. Sư phụ cũng muốn rằng ngày nào cũng nói quý vị tốt, quý vị giỏi, quý vị hay, quý vị thông minh, quý vị là những người Phật giáo giỏi hay, vậy để quý vị thương sư phụ. Nhưng mà nói như vậy thì cũng giống như mấy người bán hàng ngoài chợ rồi. À, đặng cho được lòng quý khách thôi, đặng được cái lợi cho mình chứ không phải lợi cho người ta. Hoặc là được vừa lợi mình chút nhiều mà lợi người ta ít thôi, đặng cho bán hàng cho chạy. Cho nên nhiều người không thích sư phụ là vậy. Sư phụ cũng không trách họ, tại trong ngôn nghịch nhĩ, lời ngay thì trái lỗ tai. Nhưng mà mình là một người có học và một người có cái khí phách trượng phu, thì mình không bao giờ nên để những cái lời lẽ thẳng thắn đó làm cho bạc nhược cái trí huệ của mình, mà làm cho chướng ngại con đường tiến hóa của mình hết. Mình phải biết rằng những lời thẳng thắn là những lời phát xuất ra từ những người bạn tốt, không sợ làm Phật ý mình, vì cái quyền lợi của mình, vì sự tốt của mình mà nói. Cho nên những người Việt Nam bây giờ nên hiểu rằng mình khác hơn khi mà mình còn ở trong nước. Nếu mà đi ra ngoài mà không chịu học những cái hay của người ta để mà hòa hợp với những cái hay của mình, nhưng mà không phải bỏ phong tục Việt Nam nha, không phải bỏ những cái nề nếp hay của Việt Nam, không phải vậy. Kêu bằng mình dung hòa thêm để làm giàu cho cái trình độ văn minh, và vừa bảo tồn cái văn hóa của nước mình và vừa làm đẹp thêm cái văn hóa của nước mình mà thôi. Tại sao mà người Việt Nam có một cái cá tính nổi bật hơn tất cả những cái nước khác trên Đông Nam Á? Tại sao? Tại vì Việt Nam hấp thụ được rất nhiều nền văn minh. Sư phụ nghĩ rằng đó cũng là sự sắp đặt của trời Phật để cho nước Việt Nam có một cái cá tính nổi bật lên. Như vậy thì mình phải hiểu cái lợi điểm của dân tộc mình mà phát triển thêm lên, phải dùng cái sự thiền quán, phải dùng cái sự tu hành chân chính để mà phát triển thêm cái nền văn hóa của nước mình. Nếu mình nói rằng mình là người yêu nước, mình ở nước ngoài mình phải trau dồi cái nhân cách và cái sự hiểu biết của mình, rồi mai mốt về Việt Nam sẽ có ngày dùng đến, sẽ có ngày dùng đến, có lẽ dùng đến rất gần. Cho nên mai mốt mình trở về Việt Nam, mình sẽ đem những cái tinh túy từ nước khác về mà làm giàu cho dân tộc của mình. Cho nên quý vị đừng quên. Mà cái điều quan trọng nhất, cái điều mà làm cho mình có thể học hành mau tiến bộ nhất, lãnh hội được những cái nền văn minh của những nước khác mau nhất, là phải có trí huệ. Trí huệ là từ đâu đến? Từ cái sự thiền định mà ra. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới nói rằng bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ là như vậy. Trì giới là năm giới dễ quá. Rồi bây giờ bố thí trì giới nhẫn nhục.
Nhẫn nhục không phải quý vị nói rằng người ta đánh quý vị rồi quý vị ráng nhịn, cái đó là nhẫn nhục, không phải vậy. Nhẫn nhục thiệt á là mình không còn nhẫn nữa. Như là như thế nào? Thí dụ người ta đánh mình, người ta chửi mình, mình coi không thấy cái gì mà quan trọng đó, cái đó mới kêu rằng đúng là sự nhẫn nhục. Cái sự nhẫn nhục này từ trong sự tu hành có trí huệ mà ra. Tu hành có trí huệ rồi, lòng nhân đạo nó cũng sẽ phát triển. Cho nên trong Thánh Kinh cũng nói nữa, seek you first the kingdom of God and all other things shall be added unto you. Phải tìm thiên quốc ở trong con trước nhất, rồi tất cả những cái đạo đức khác, những điều khác đều được thêm vào hết. Tìm thiên quốc có nghĩa là tìm niết bàn của mình đó, tìm Phật tánh của mình đó, phản văn văn tự tâm đó. Chiếu trong, tự chiếu lấy mình mà tự hiểu mình là ai. Đó là cái phép thiền quán mà chính đáng nhất, mà có hiệu quả nhất, mà mau nhất. Đó là cái phép ngồi thiền, nghe tự tánh của mình. Nghe không phải nghe bằng lỗ tai, tạm thời phải nói bằng nghe thôi, chứ thật ra phải nói là quan sát cái tự tánh của mình, nhận biết cái tự tánh của mình mới là đúng hơn. Nhưng mà tại vì ở bên trong cũng có những âm thanh, những âm nhạc, những cái Phật âm đó, cho nên mình nghĩ là mình nghe, phải nói là nghe. Chứ nếu không thì phải nói là nhận biết. Bây giờ cái lòng nhẫn nại của mình do đâu mà không có? Bởi vì mình không có cái lòng thương thiệt tình, không có cái tình thương tuyệt đối của Chúa và của Phật. Thí dụ như một người bị đóng đinh, như là Đức Giê-xu Kitô bị đóng đinh như vậy, mà cái giờ phút cuối cùng còn cầu Thiện Đế tha lỗi cho những người làm đau khổ cho mình đó, là ai? Những cái người như vậy phải biết họ là Bồ Tát hóa thân, nhưng mới có cái lòng từ bi mà vô lượng như vậy được, mới có cái tình thương thiệt tình như vậy được. Chứ người thường mình làm gì mà tha thứ cho ai được như vậy, phải không? Mà không chửi là may rồi, chứ còn cầu Thượng Đế tha cho nó nữa, làm gì có vụ đó. Thí dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thấy Đức Chúa làm như vậy cũng phải tán dương thôi. Tất cả Bồ Tát mười phương thấy Đức Chúa Giê-xu toàn là chỉ dạy cho người ta làm những điều lành, rồi cái lúc chết vì đạo, chết vì bị người ta hiểu lầm mà vẫn tha thứ cho những kẻ thù, vẫn cầu nguyện cho những kẻ thù, Đức Chúa là rước lên liền cái một đó chứ, lên làm bạn ấy chứ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thiếu hiếm những người như vậy. Nhà cửa lầu đài nhiều trống lỏng không ai ở. Hôm qua có một vị đồng tu của sư phụ đó, học kêu bằng học trò đó, thế gian mình kêu bằng học trò của sư phụ đó, sư phụ thì kêu bằng đồng tu à, nhưng mà nếu có nói đồng tu quý vị tưởng đâu là người học chung với thầy, chứ là phải nói là học trò. Vậy nè, người học trò họ nói chứ, sư phụ bữa hổm con ngồi thiền, sao con đi lên trên cái thế giới nào đó mà thấy lầu đài đẹp quá trời mà sao trống rỗng không ai ở trên. Sư phụ nói à, tại không ai tu trên thành nó trống. Ở nhà trên đó vừa đẹp, vừa không mất tiền, vừa sang, vừa rộng rãi, không ai dành được hết, mà không ai chịu lên, thành ra nó trống chứ sao con. Rồi sư phụ nói đùa một câu, nó đợi quý vị lên ở đó, nhà xây sẵn rồi. Ủa tại sao nói chuyện này hả? Sao nói chuyện này vậy? À, chú về Đông Đinh. À, thấy rồi, rồi, rồi. Tại vì Đức Phật, sư phụ nói rằng Đức Phật mà thấy Chúa làm vậy thì cũng rước lên ở liền, để bên kia trống mà. Thiếu những người như vậy, thấy không? Cho nên phải biết, Chúa làm như vậy là biết Chúa là một vị Phật, là một vị Bồ Tát rồi, chứ còn đợi mà cứu xét cái vấn đề gì nữa. Phải không? Nếu Chúa không tu thật tình, Chúa không có nhận được cái tự tánh của mình, cái thiên quốc ở trong tâm của Chúa, đời nào mà Chúa là một người vĩ đại như vậy được. Mà tha thứ cho kẻ thù trong cái lúc mình đau đớn cùng cực nhất, trong lúc người ta chửi bới, người ta đâm giáo, đâm gươm ở trong hông, trong mấy, rồi người ta chửi bới, rồi người ta dùng gai trong đồ quấn trên đầu, rồi đóng đinh. Quý vị đóng đinh quý vị chịu nổi không? À, lỡ đóng cái đinh mà nó giọng cái tay chút chịu không được rồi, hỏi chứ còn nói gì mà đóng cả ngày cả đêm như vậy, mà đứng đó mà giang tay mình chịu như vậy, mà con cầu Thượng Đế tha thứ cho những người đó nữa, thì phải biết người ta là Phật sống rồi, chứ còn hỏi cái gì nữa. Không phải ngang hàng với Đức Thích Ca thì còn ngang hàng với ai à, mà còn hồi đó con nói Đức Phật giỏi hơn Đức Chúa. Thì bây giờ muốn được đạt được cái lòng thương thật sự như Chúa như vậy thì phải nhận được, nhận biết được ta là cái lòng thương đó. Cho nên người ta mới nói là God is love, Thượng Đế là lòng thương, là lòng từ bi. Cho nên người mình mới xưng đáng là Phật là đấng đại từ bi, Chúa là một đấng đại bác ái,
Thượng Đế là tình thương bao la. Nếu mình không có cái tình thương bao la đó, mình biết rằng mình còn gần, mình còn xa Thượng Đế, rất xa. Nếu mình không có cái lòng từ bi vô cùng mà thật sự đó, thì mình biết rằng mình còn xa Phật rất xa, rất xa. Chứ đừng nói mình là Phật tử hoặc là Thiên Chúa giáo, Thiên Chúa giáo độ. Tu hành phải biết lượng cái công đức của mình, phải biết đo lường cái sự tiến bộ của mình. Chứ không phải cứ nhắm mắt rồi thấy ai nổi tiếng lên, thấy ai làm những điều hay, điều giỏi, hoặc là có nhiều tín đồ mình ngồi đó mình viết bậy viết bạ, mình ghen, mình nói bậy nói bạ, rồi tự mình không tự xét mình đã tu tới đâu rồi, mình làm được những gì ích lợi cho ai chưa, hoặc là mình đã làm những gì ích lợi cho chính mình chưa. Những cái tham sân si của mình, những cái ích kỷ nhỏ nhen của mình, những cái ghen ghét bậy bạ của mình đã kìm hãm được chưa? Chứ cứ ngồi phê bình khác dễ quá mà không chịu xét cho mình, uổng trong cuộc đời của mình chứ. Mai mốt rồi cũng xuống mồ hết, 20-30 năm nữa người chửi, người bị chửi cũng đi xuống đất hết. Mà bây giờ không tu kịp á thì cái người chửi, người bị chửi đã khác nhau ở cõi đời này rồi. Mai mốt lìa khỏi cái mảnh đất này rồi, lìa khỏi cái da thịt này, còn khác nhau một trời một vực nữa. Người tu thì lên cõi cao, trí huệ sáng suốt. Người không tu thì cứ chìm đắm ở trong cái cõi u tối này, trong cái cõi đời vật chất này mà thôi. Lúc làm người, lúc làm trâu, lúc làm bò, lúc làm thần, lúc làm quỷ, cái nhiêu đó mà làm hoài, đóng hoài mấy cái tù nhớ ẹt. Cho nên tại sao Đức Phật và Đức Chúa có cái sự nhẫn nhục mà không nhẫn nhục đó, thì quý vị biết, bởi vì họ đạt được cái tình thương. Cái tự tánh của mình là tình thương, tự tánh của mình là Thượng Đế, mà Thượng Đế là tình thương. Nếu mình đạt được cái tự tánh đó, mình đạt được cái Phật tánh đó, thì mình tự nhiên mình sẽ dễ dàng nhẫn nhục. Mình nhẫn nhưng mà không thấy mình nhẫn nữa. Cho nên Đức Chúa Giê-xu bị người ta đóng đinh mà không cảm thấy rằng người ta xúc phạm tới Ngài cái gì, hoặc làm cho Ngài khổ sở cái gì, mà chỉ thương hại cho những người đó vô minh, rồi sau này họ sẽ chịu quả báo. Cho nên Ngài cầu trời khẩn vật tha thứ giùm cho những người đó. Cho nên phải biết Ngài là vô cùng không ngã nữa, không còn cái ngã nữa, chỉ có thương cho người khác rồi quên cả thân mình luôn, quên cả thân mình đau đớn khổ cực ở trên thánh giá như vậy mà lo mà cầu cho người khác. Những người tầm thường nó lo cầu cho mình chứ, phải không? Cầu cho mình trước tiên chứ, nhưng mà Chúa quên luôn cả thân mình đau khổ ở đó mà lo cầu cho mấy cái người mà vô minh sắp bị chìm đắm, sắp bị tội lỗi, sắp bị phán đoán nữa. Thì phải biết người ta là Phật sống rồi, khỏi cần phải biết Chúa dạy cái gì. Con người đạt được cái trình độ mà bác ái vô cùng như vậy là một vị Phật cao, rất là cao cấp. Nào, bây giờ quý vị có thấy là cái sự tương đồng giữa Phật và Chúa chưa? Thấy không? Hay là chưa thấy? Cảm ơn. Là nhẫn nhục là như vậy. Bây giờ vô sư thì nhẫn nhục rồi. Sư phụ nói đại khái thôi, chứ còn bây giờ mà nói cái tiếng nhẫn nhục không cũng nói 3-4 cái bài thuyết pháp cũng chưa hết á. Nói hoài cũng nói được. Bây giờ tinh tấn có nghĩa là gì? Mình đã chọn một con đường tu đó. Thí dụ như tu pháp môn Quán Âm là có thử thách cách mấy đi nữa, có người nào mà quyến rũ mình hoặc là nói mình những cái điều gì sằng bậy thuộc về cái pháp môn của mình hoặc là sư phụ mình cũng không bao giờ thôi bước, mình không bao giờ bỏ. Tại vì thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết nghĩa ai thâm trầm. Bây giờ mình mới tu 2-3 bữa hoặc 2-3 tháng hoặc 2-3 tuần rồi mình cứ chạy tới chạy lui, sách vở chạy tới chạy lui, nói bên này hay bên kia dở, thì mình đâu có hiểu được cái tinh túy của cái bên nào và bên nào. Nhiều khi sư phụ có nhiều người vô hỏi sư phụ à con theo cái nhóm gì đó bây giờ con muốn theo sư phụ nhưng mà con cũng muốn tiếp tục bên kia nữa, vậy có được không? Sư phụ nói thì giờ đâu làm nhiều dữ vậy, bên kia nó có bên kia, bên này nó có bên này, mà nếu cô thấy bên này hay thì cô đi theo bên này luôn đi, còn không nếu còn lưu luyến bên kia thì ở bên kia luôn đi, chứ cứ nhảy cái chân mà đứng bên hai cái thuyền rác nó lọt xuống sông sao. Một người mà làm sao mà lái 2 chiếc xe cùng một lúc được, hoặc là đi 2 chiếc xe đạp cùng một lúc được, thế nào cũng lọt được xuống đường. Cho nên sư phụ nói rằng sư phụ không có níu kéo quý vị đang làm học trò sư phụ hoặc là đi theo cái pháp môn này. Quý vị chọn lựa cho đàng hoàng pháp nào một pháp. Nếu tin pháp này thì qua, không tin thì cứ ở bên kia đi, cái trình độ mình nó còn ở đó thì ở bên đó, chứ đừng chạy tới chạy lui như vậy, rốt cuộc bên nào cũng không được bên nào. Thí dụ như một người đang học tiểu học, rồi bây giờ họ nghĩ rằng họ phải lên trung học, rồi cái họ lên trung học rồi họ vẫn muốn ở cái lớp của tiểu học hoài, tại vì cái lớp tiểu học
nó đẹp, nó có cây xanh bóng mát, hoặc là có những cái bàn ping pong hay, hoặc là những cái ông thầy giáo đó ông dạy những cái chương trình nó dễ dàng hơn là những người ở trung học, hơn là những ông thầy giáo ở trung học. Những ông thầy giáo ở trung học ông nghiêm khắc hơn, ông bắt mình học những cái gì mà hồi xưa mình chưa biết gì hết, mệt quá. Ở tiểu học mình biết hết rồi, khỏe quá, mình cứ trở về đó mình học hoài, cái mình đứng hạng nhất nha mọi đứng hạng nhất ở tiểu học. Quý vị hiểu không? Thì thôi, muốn học tiểu học thì ở dưới luôn đi, chứ mà cái chạy tới chạy lui vậy, tiểu học cũng không có xong cái bằng tiểu học, mà trung học cũng không được cái gì hết. Nên sư phụ không phải tham học trò, nhưng mà quý vị muốn chọn cái con đường nào, phải chọn một con đường, chọn rồi là phải tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là bất cứ chông gai trở ngại gì cũng phải vượt qua, cũng phải đi thẳng con đường của mình. Chó sủa mặc chó, đoàn người cứ đi mới được. Như vậy nó kêu là tinh tấn, chứ không có tìm cái lý do để mà thối bước, không có tìm cái lý do để mà cái bằng trở lại cái con đường mà hồi xưa. Tu là tu cho mình phải biết chúng sanh khó độ là như vậy, chứ cứ tham luyến những cái gì vật chất, những cái phù du, những cái nay còn mai mất, những cái không có ích lợi gì cho cái đời sống tâm linh vĩnh cửu của mình cả. Mai mốt mình mất đi rồi, nếu mình không tu hành, nếu mình không có cái đạo đức á, thì cái trình độ mình nó chìm đắm ghê lắm. Tinh tấn thì cũng hơi dễ nói đó. Tinh tấn bao gồm cái sự phải giúp đỡ những người khác tu theo con đường của mình nữa, chứ không phải tinh tấn là mình tự tu không mà thôi. Chứ tại vì mình tu một mình lợi ích, rồi những người khác mình bỏ họ đói, họ thấp kém, thì cũng không phải là tinh tấn nữa. Nó bao gồm rất nhiều thứ. Bây giờ tới thiền định ha. Thiền định là như thế nào? Quý vị ai cũng biết rồi ha. Quý vị ai cũng nói tôi biết thiền. Thiền là như vậy đó. Làm kia đó. Lại vô chùa. Vô chùa ngồi xếp bằng. Rồi cái niệm gì đó. Tôi là ai. Hoặc là gì đó không? Rồi niệm nè. Phật tánh là gì? Cái gì đó. Cái đó là thiền phải không? Rồi ông thầy ông xách cái thước bản đi, ông đánh cái bụp như vậy đó. Đó là thiền. Thiền là bao gồm nhiều thứ khác, chứ không phải bị nhiều đó. Thiền định á, là khi nào mình đã thấy được cái tâm của mình, mình ngồi trong cái tâm của mình, mình đi đứng nằm ngồi đều ở trong cái tâm của mình, trong cái Phật tánh của mình, trong cái thiên quốc của mình, đó mới kêu là thiền định. Chứ không phải ngồi xếp bằng, cho nó ngon như vậy, ngồi cho thẳng, ngồi cho đúng cách như vậy, mới đúng là thiền định, không phải. Khi nào mình nhận thức được cái tâm của mình, cái đó mới kêu là thiền định mà thôi. Khi mình định được cái tâm của mình, cái lòng bác ái của mình nó phát triển, cái sự an ổn của tinh thần mình nó tăng thêm, lúc đó mới kêu là thiền. Cho nên mới kêu bằng đi đứng nằm ngồi đều là thiền cả. Khi mà mình đạt được cái cảnh giới như vậy, kêu là đi đứng nằm ngồi đều là thiền, chứ không phải lúc nào nhắm mắt hoặc là xếp bằng gì mà là thiền đâu. Nhưng mà cái sự nhắm mắt và xếp bằng nó giúp ích cho mình, tại vì nó làm cho mình ngồi đó tịnh đi, đừng có chạy chỗ này chỗ kia, thì nó tập trung nó dễ hơn trong cái lúc đó, mình nhập định nó dễ dàng hơn thôi. Nhưng mà cái này là lúc đầu thôi, sau này rửa chén cũng là thiền nữa. Không phải vừa rửa chén vừa kêu là thiền, không phải trong cái sự rửa chén là thiền, nhưng mà rửa chén cũng có thể thiền nè. Mà trong cái sự rửa chén cũng là thiền nữa, nhưng mà khi nào mình đã hiểu được tất cả đều là Phật pháp, mình mới có thể nói rằng rửa chén cũng là thiền. Chưa, bây giờ mình chưa hiểu, rửa chén là rửa chén mà thôi. Rửa chén là chén cho sạch thôi. Có một vị đệ tử của sư phụ ở bên Costa Rica, có cái mặt cũng giống như tất cả những người đàn bà khác trên thế giới. Không có gì đặc biệt, cũng thường thôi. Mà bà bây giờ làm gì cũng thiền hết trơn. Có một bữa bà rửa chén, rồi chén thấy sư phụ hiện đến, ông mừng quá rớt cái chén. Mình mới kêu bằng đi đứng nằm ngồi cũng đều là thiền, rửa chén cũng đều là thiền, ngủ cũng là thiền. Tại vì có nhiều đệ tử của sư phụ họ ngủ mà không phải họ ngủ mà nguyên cả đêm họ thấy ánh sáng rực rỡ hết, hoặc là thấy những cảnh giới gì đó, đặng cho cái sự chú tâm của họ nó không có tuột xuống những cái nơi khác, hoặc là nó không có bị phân tán ra bên ngoài. Quý vị hiểu không? Thí dụ như nhiều khi mình thấy mình ham muốn một cái sự yêu đương nam nữ đó, là tại vì cái sự chú ý của mình nó chạy tuốt xuống dưới kia, cái chỗ đó đó, quý vị hiểu không? Còn khi nào mình không có chạy xuống đó, mình ở trên này thì mình không có ham muốn gì được. Mình sẽ thấy Phật, hoặc là mình sẽ cảm giác
cái tâm Phật của mình, hoặc là mình cứ thơ thấy đó thôi, chứ mình không có ham muốn những cái điều vật chất của thế gian. Còn khi nào mình muốn tiền, muốn bạc nhiều, mình muốn gái đẹp nhiều, muốn nhà lầu xe, tại vì cái tâm thần của mình nó chạy ra bên ngoài, nó nhìn nhà, nhìn cửa, nhìn sắc đẹp của vô chúng sanh vô thường, và nhìn những cái xa hoa vật chất bên ngoài rồi mình mới thèm muốn. Chứ khi nào cái tâm mình nó trụ ở bên trong hoài hoài á, bây giờ cứ để 10 cô gái đẹp ở một bên mà không thấy gì hết. Trừ khi mình tự ý, mình cố ý mình muốn như vậy, đặng cho nó vui hoặc là thay đổi không khí, ví dụ như đó. Chứ còn nếu mình không muốn là không có cái thèm muốn cái gì hết. Quý vị hiểu không? À, ông tại sao nói tới chuyện này cả? Hả? Thiền định hả? À, đúng rồi, đúng rồi. Đi đứng nằm ngồi đều là thiền cả. Hoặc là lúc nào cũng là thiền, là nó như vậy đó. Quý vị hiểu không? Chứ không phải ngồi ngồi xếp bằng mới là thiền đâu. Sau này mình sống trong thiền, mình thở trong thiền, ăn thiền, uống thiền, làm việc trong thiền, rửa chén trong thiền, cái gì cũng là thiền hết. Nhưng mà nhiều khi đệ tử chưa có quen những cái cách khai ngộ này đó, nhiều khi nó sợ, nó nói sư phụ ơi, sao ban đêm ngủ mà sao cái phòng sáng trưng vậy, không không thắp đèn mà nó sáng quá trời. À, nó tưởng có chuyện gì, đâu có chuyện gì đâu, tại mình quen với bóng tối quá, bây giờ sáng quá mình sợ chứ. Tại cái tự tánh của mình nó phát ra, lẽ ra nó phải 24 tiếng đồng hồ như vậy chứ, gì phải sợ. Cho nên nói cái thế giới này là thế giới mộng ảo đạo điên. Cái đen thì nó là trắng, cái trắng thì nó là đen. À, trước khi thiền rồi, nhiều khi mình chưa có quen, mình nghĩ rằng những điều lạ, nhưng thật ra cái đó là những điều mà căn bản lẽ ra con người phải biết. Phải biết cái tự tánh của mình là quang minh, phải biết cái bản tánh của mình là sáng suốt. Cho nên tu thiền xong rồi theo pháp Quán Âm, làm việc gì cũng lẹ, nghĩ cái gì nó cũng mau. À, cho nên không những mình chỉ giúp ích cho mình về vấn đề tâm linh, mà còn giúp ích cho đời sống công việc làm của mình, và còn giúp ích cho tất cả xã hội và thế giới nữa, bằng cái sự, bằng cái khả năng của mình, bằng sự làm việc hữu hiệu của mình. Rồi bây giờ tới vấn đề trí huệ. Trí huệ từ đâu mà ra? Từ những cái bên trên mà nó ra, nhất là từ cái thiền định. Thiền định mà không có trì giới, không có bố thí, không có nhẫn nhục, không có tinh tấn á, thì là thiền ma. À, cũng có chút đỉnh thần thông, cũng có chút đỉnh khai ngộ, nhưng mà không có hoàn toàn khai ngộ. Cũng như học tiểu học, nhiều người thành ra nhiều người hỏi sư phụ tại sao phải tu cái pháp này mà không tu mấy pháp kia. À, mấy pháp kia cũng như tiểu học, cái pháp này như đại học. Những người tiểu học và trung học cũng có thể biết đọc, biết viết, à, biết tính toán này kia. Nhưng mà những người đại học, mình thấy họ cũng biết đọc, biết viết, biết tính toán này kia. Nhưng mà những cái trình độ đại học của họ mình đâu biết được. Đâu phải mình chỉ dựa vào cái sự biết đọc, biết viết mà mình khẳng định rằng đại học cũng giống như trung học, trung học cũng giống như tiểu học, cái nào cũng giống cái nấy đâu. Mình vô đại học rồi mình biết nó xa lắm chứ, nó khác lắm chứ. Tuy rằng mình chưa vô đại học mà mình thấy những người đi học sinh đại học, mình cũng nên quán xét kỹ càng, mình biết họ khác với mình cái chỗ nào, khác với học trò trung học như cái nào chứ. Cho nên nhiều khi quý vị, thí dụ có nhiều người không tin sư phụ đó, nhưng mà sau này tiếp xúc hoài với đệ tử của sư phụ, thấy họ bình thường, rồi họ thông minh lanh lợi, họ có tính nhẫn nhục, đó, bắt đầu mới tin sư phụ. Tại vì học trò là cái kết quả của cái sự giáo dục của sư phụ, phải không? Và giáo lý của sư phụ. Nếu học trò giỏi là biết người là sư phụ giỏi. Con cái quý vị cũng vậy. À, nhiều khi Việt Nam mình chửi mấy đứa nhỏ nó con nhà mất dạy. Thấy không? Là mình ý nói cha mẹ không có dạy. À, nhưng mà những đứa trẻ ngoan ngoãn, có giáo dục, có tư cách, mình biết là cha mẹ nó dạy dỗ nghiêm khắc, dạy dỗ có phong độ đàng hoàng, mình không có chửi nó là con nhà mất dạy. Cho nên cái trí huệ này phải đi đôi với những sự bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Tại sao phải nói là bố thí và trì giới? Nếu cái trí huệ của mình hoặc là cái sự thông minh cùng cực của mình mà không có đi đôi với cái lòng từ bi thì nó cũng giống ma thôi. Tại ma cũng có quyền lực, cũng có trí huệ thông minh một bậc nào đó, nhưng mà không có cái tình thương, khác xa với Phật và Bồ Tát. Vừa có trí huệ, vừa có tình thương, đem trí huệ đó mà lòng ở trong tình thương á, đặng ban phát ra cho nó đúng chỗ, đúng ngày, đúng lúc, đúng giờ, đúng trường hợp,
Chứ nếu không có trí huệ thì nhiều khi mình nghĩ rằng mình thương người ta, mình làm những việc tốt nhưng mà thành xấu mà thôi. Thí dụ như nhiều khi mình thấy con cái mình nó hư hỏng rồi nó chơi với những người bè bạn hút sách như vậy, mà mình cứ cho tiền nó hoài, tại mình cưng nó quá đi, mình thương nó quá đi, mình bị nó gạt gẫm mà mình không hay. Như vậy là có tình thương nhưng mà không có trí huệ. Mình làm cho con cái mình càng ngày càng đọa lạc, càng hư hỏng thêm lên. Chẳng những hư hỏng về thân xác thôi mà còn hư hỏng về tinh thần nữa. Làm cha mẹ không được như vậy. Làm vậy tức là mình có hại cho con gái của mình, không làm đúng bổn phận của cha mẹ. Cho nên ma quỷ nó cũng như vậy. Kêu bằng cái thế giới ma là như vậy. Ma là ma vương đó, thế giới mộng ảo. Cái địa vị của ma vương là làm cho con người mê đắm trong cái thế giới mộng ảo này, mê theo những cái chuyện mà, những cái sự mà rất là vô thường, nay còn mai mất, rồi muốn cái gì nó cho cái đấy, muốn rượu nó cho rượu, muốn nữ là cho nữ, muốn tiền cho tiền, muốn nhà cho nhà, muốn danh vọng cho danh vọng, rồi vì những cái đó mà đọa lạc, vì những cái đó mà sụp đổ tinh thần và hư hao thể xác. Cho nên cái đó là kêu bằng cưng con mà cưng hư à, kêu đó là thế giới của ma vương, dùng những cái đó mà làm hư hỏng cuộc đời và tâm linh của mình, kêu bằng ma vương quyến rũ con người là như vậy. Nhưng thật ra sư phụ nghĩ rằng ma vương không phải quyến rũ, mà chỉ là những người cũng như làm cha mẹ mà cưng con quá sức, làm hư con cái, không có biết cách dạy dỗ cho đúng đắn mà thôi. Còn Phật Bồ Tát là những người khác, cho con cái gì mà nó cần thiết mà thôi, chứ không phải nó muốn gì cho cái này, rồi dạy dỗ cho nó nên người, dùng phương pháp nghiêm khắc nhưng mà có tình thương để mà dạy dỗ cho chúng nó nên người. Đó là Phật Bồ Tát, vừa có tình thương mà vừa có trí huệ nữa. Nếu có tình thương không mà không có trí huệ thì biến thành mềm yếu, nuông chiều cưng quá thì hóa hư. Có trí huệ không mà không có tình thương thì cũng chỉ là ma vương mà thôi. Quá cứng rắn, quá khô khan cằn cỗi, không ai chịu nổi một sự lâu dài gần gũi hết. Mà không ai có thể tiến bộ được trong trí huệ không mà không có tình thương. Dạ thưa sư cô, chữ thập phương là gì? Thập phương, thập phương tức là phương nào cũng có, ý nói vậy đó, phải không? Không có chừa phương nào hết. Đông Tây Nam Bắc, rồi Đông Tây, rồi Đông Nam, rồi Đông Bắc, rồi Bắc Tây, Bắc Nam này kia đó, bác biết không? Yeah. Ý nói là tất cả các hướng đều có Phật hết vậy đó. Yeah. À, ý nó nói cái số tượng trưng mà. Đúng rồi. Ý tượng trưng là tất cả các phương nào cũng có, không có chừa cái phương nào hết. Ý nó là bao gồm tất cả. Cái gì gọi là nhiều phương chứ cần gì phải nói tới 10 phương nữa. À, tại vì không phải người Việt Nam hoặc là người Tàu nhiều khi họ có cái phong tục riêng đó. Dạ. À, thí dụ họ dùng một cái con số nào đó để mà đại biểu cho một cái sự nào đó. Thí dụ như Việt Nam mình nói là ba tánh, thấy không? Dạ. À, ba tánh tức là trăm họ đó. Tại sao trăm họ mà không là ngàn họ hoặc là 10 họ? Việt Nam mình đâu có tới trăm họ, nhưng mà nói trăm họ là ý chỉ nhiều lắm, nhiều lắm. Nè, tất cả mọi người vậy đó. Ê, yeah. Thì cũng như cái chữ mười phương là nó như vậy. Yeah. Thường mình nói bốn phương thôi, yeah. Bốn phương tám hướng thôi, mà nó mười phương là ý nó là cái chỗ nào không có cái chỗ nào mà lọt ra mà không có Phật. Ý yeah. Vậy thôi, ok. Yeah. Cảm ơn sư cô. Không có chi, bác. Mà phải mang giới nha. Đấy vậy nó lạnh làm sao? Lạnh rồi già nó đau phong thấp. À, thưa sư phụ, lực nhân quả của nhà Phật và thuyết định mệnh có liên hệ với nhau như thế nào? Tại sao có câu nhất ẩm nhất trác, giai cho tiền định? Thì cũng như trong Kinh Thiên Chúa nói là một sợi tóc rụng trên đầu cũng là do thánh ý Chúa định nha. Có nghĩa là những cái gì mà mình được trong cõi đời này hoặc là xảy ra cho mình cũng đều do tiền định, định mệnh cả. Nhân quả và thuyết định mệnh phải không? Cũng giống giống nhau thôi. Chứ có nhân thì có quả. Ví dụ như đời trước mình làm những cái điều gì đó thì đời này mình phải gặt hái, hoặc là đời sau nữa mình sẽ gặt hái những cái thành quả đó đến với mình. Cho nên Khổng Tử mới biểu rằng cái gì mình không muốn người ta làm cho mình thì không nên làm cho người ta, đặng tránh cái quả. Mình tránh cái nhân trước khi đừng có tránh cái quả, không chứ cũng như hôm nay có cái đài truyền thanh đó, họ phỏng vấn sư phụ đó, họ hỏi theo cái quan niệm của cô thì không nên đánh nhau phải không. Sư phụ mới nói rằng mình nên tránh cái nhân chứ không có tránh cái quả. Bây giờ nó đã kết quả rồi, bây giờ tránh không kịp rồi. Sau này muốn tránh thì phải tránh cái nhân. Cái sự gì mà làm cho chiến tranh đó mình phải tránh trước, chứ không phải mà đợi tới chừng nó đã
nó đã hết thuốc chữa rồi, mình phải dùng chiến tranh rồi, mình hỏi có nên đánh hay không nên đánh nữa. Chừng nó không còn cái sự chọn lựa nữa rồi. Thí dụ tại sao mà đánh nhau, tại sao mà thế giới đánh nhau? Sư phụ nói rằng tại vì mọi người đều không tu hành, không có trí huệ, không biết cách tổ chức cái trong cái đời sống này làm cho nó tươi đẹp hơn lên, không biết ăn chay, đặng cho làm tiêu hao rất nhiều tài sản của thiên nhiên. Thí dụ như cái vị mà đồng tu ở Canada, ông nói rằng một cái thống kê cho biết á, là những người ở Bắc Mỹ á, mà nếu mà tất cả mọi người đều ăn chay một tuần một lần thôi á, thì một năm mình có thể để dành ra, mình có thể dưỡng nuôi tới 60 triệu người trên thế giới. Ví dụ như muốn nuôi một con bò nó lớn, tốn bao nhiêu là thực phẩm, tốn bao nhiêu là cái mảnh đất để mà trồng trọt đó. Tại vì nuôi bò rồi cái trồng cái đất nó trồng trọt không được nữa. Rồi nó tốn biết bao nhiêu là thời gian, tốn bao nhiêu là thuốc men cho nó, rồi nước non nữa. Có nhiều chỗ rất là thiếu nước, tại bò nó xài nhiều nước quá. Đấy. Xài nhiều nước đâu mà tưới cỏ này kia đó, và rửa ráy cho bò đó, và những cái thuốc trụ sinh này kia, tốn trời biết bao nhiêu là thuốc men vô cùng có một con bò. Mà con bò ăn chừng mấy chục người, 100 người hết liền một ngày thôi. Nhưng mà phải nuôi dưỡng biết bao nhiêu là thực phẩm nó mới lớn tới mức đó. Bao nhiêu là thuốc men, bao nhiêu là công lao, bao nhiêu là sự chuyên chở. Nhiều khi cái xe buýt không có đủ cho người đi, mà những cái xe của bò thì nhiều lắm, xe chở bò thì nhiều lắm. Thành ra họ mới nói như vậy đó. Cho nên sư phụ nghĩ rằng muốn tránh cái chiến tranh, không phải bây giờ ngồi đó mà nói nên đánh hay không nên đánh nữa, mà phải tránh cái nhân của chiến tranh. Phải đừng có làm cho thế giới này đói khổ. Phải hợp tác lẫn nhau, thương yêu, phải hy sinh những cái khẩu vị của mình để mà nuôi dưỡng anh em đồng loại. Chứ không phải nói là nước Mỹ nuôi nước Mỹ, rồi nước Anh nuôi nước Anh. Dân nào cũng như dân nào thôi. Tại sao tất cả thế giới này đều là thuộc về Thượng Đế, chứ đâu phải thuộc về nước nào và nước nào. Cho nên sư phụ nói rằng tránh cái nhân, chứ không bây giờ không có nói chuyện cái quả nữa. Sư phụ nói rằng phải tránh cái điều mà nó xảy ra trước kia kìa, chứ không phải bây giờ nó xảy ra rồi mới hỏi, nó đợi nó gần xảy ra rồi mới nói. Đã trồng cái cây cam xuống rồi, bây giờ nó không nở trái cam ra thì nó nở cái trái gì? Nó đã nở kết hoa nở quả rồi, còn hỏi bây giờ có nên chấp nhận cái cây cam này hay không? Chấp nhận không chấp nhận thì nó cũng đã tồn tại rồi, nó cũng đã khai hoa kết quả ra rồi. Cho nên sáng nay sư phụ trả lời như vậy đó. Câu thứ hai, ngoài vấn đề ngồi thiền theo pháp Quán Âm ra, những tư tưởng cao siêu nào khác và vấn đề nghiêng ngẫm học hỏi thêm để mau tiến đến sự đắc ngộ? Có nhiều cái sách mà tu hành trên thế giới đó viết ra bây giờ đó, thì quý vị coi sách nào mà hợp với quý vị đó, quý vị cứ đọc. Cái nào mình tin được thì mình tin, cái nào mà ích lợi cho mình thì mình giữ lại, còn cái nào mình nghĩ không tin được hoặc là không ích lợi thì mình để đó mai một nghiên cứu sao, hoặc là bỏ bớt đi. Nhiều lắm, ví dụ như rất nhiều sách nói về yoga, rất nhiều sách nói về tâm linh học, còn không phải đọc đỡ sách của sư phụ. Thưa sư phụ, làm sao cho bớt được phiền não? Tu pháp Quan Âm. Kính thưa sư phụ, xin sư phụ giải thích cho con biết rõ làm sao mình biết có luân hồi. Đợi chết rồi biết liền, cần gì phải giải thích. Giờ về cái chuyện chưa tới làm sao giải thích hả? Nhưng mà quý vị đã đọc rất nhiều sách vở, báo chí, truyền hình, truyền thanh nói về vấn đề luân hồi. Bây giờ khoa học họ cũng đã chứng minh rồi hả? Khỏi cần sư phụ phải nói. Nói cái này thì cũng hơi dài dòng, mà chứng minh nên nó cũng khó. Thôi thì mình tu đi rồi mình biết à. Tu phép Quán Âm là biết ngay. Sớm muộn thì cũng biết. Có người biết ngay, có người sớm muộn biết. Còn không là đợi tới lúc mình nằm trong cái hồn váng đó. Nghĩa lúc linh hồn mình nó đi ra, mình thấy người nào đầu thai, biết chứ. Thưa, người tàn tật sau khi đi tu thiền có thể hết bệnh tật hay không? Cái này không chắc chắn, tùy theo cái tàn tật như thế nào chứ, phải không? Nhiều khi cái trình độ nhỏ, nhiều khi trình độ lớn, nhiều khi cái nghiệp mình nó quá nặng thì nó không thay đổi. Nhưng mà cái thân thể này mà sợ cái gì? Thân thể này nó có đẹp hay nó không đẹp thì cũng là cái dụng cụ mà thôi. Ăn thua là cái người mà ngự ở trong cái thân thể đó phải sáng suốt, đó mới là điều quan trọng. Kính thưa sư phụ, xin sư phụ giải đáp cho đệ tử được biết tam tịnh nhục là gì. Xin cảm ơn sư phụ. Giờ cũng ngồi đó muốn tâm tịnh nhục nữa. Ví dụ như hồi xưa Đức Phật nói là những người mà mới đi vô tu đó, những ông thầy tỳ kheo mới vô tu ở những nước khác ăn thịt quen rồi đó,
rồi đi tới học chư Phật nói ăn thịt không quen, thì Phật nói ăn đỡ tam tịnh nhục đi. Thí dụ những cái thịt nào mà mình không tự tay giết đó, hoặc là không phải tự mình mà người ta giết đó, hoặc là có những con vật nó ăn dư rồi đó, nó để thừa lại đó, hoặc là những con vật nó tự nó mà nó chết đó, nó già hoặc là nó bệnh rồi nó chết đó, thì mình có thể ăn được. Chẳng những tam tịnh nhục mà ngũ tịnh nhục nữa. Nhưng mà sau này trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có nói rằng từ hôm nay trở đi ta cấm tất cả các người không được ăn bất cứ cái thịt nào hết. Nhục không nhục gì, tịnh không tịnh gì cũng không được ăn hết. Nếu ăn không phải là đệ tử của ta. Có nhiều nó gọn gàng. Ok. Giản dị. Kính thưa sư phụ, người thân chết rồi có cần cúng cơm không? Cúng rồi có hưởng được không? Hưởng không được. Họ không có thân thể làm sao họ hưởng. Cơm là cái phần vật chất mà người ta đã thuộc về thế giới tinh thần rồi. Họ rờ, họ mó cái gì cũng không được hết trơn á. Khó hưởng lắm. Thí dụ mà họ có còn lẫn quẩn trong nhà mình đi nữa đó, là đã nói chuyện còn lẫn quẩn đó đó, cũng hưởng khó được nữa. Huống chi là họ tùy theo cái định nghiệp của họ mà đi những nơi đã khác nhau rồi. Người chết có tội nặng xuống địa ngục liền lập tức. Người chết có phước báo lên thiên đàng tức thì. Người lơ tơ mơ là ma làm quỷ đói, đâu có ăn được những cái thứ mà người thường có phước đức mới dùng được. Tại sao mình dùng được những thứ này? Tại mình là con người. Những cái thức ăn này để dành cho con người ăn mà thôi. Tại sao mình phải ăn những thức ăn này? Tại vì cái kích thân thể của mình là nó tứ đại hợp thành, thấy chưa? Đất nước gió lửa nó là vật chất hợp thành, cho nên phải dùng những cái vật chất mà nó cũng có tứ đại đó, đất nước gió lửa đó, để mà bồi dưỡng cho nó khỏi hư hoại đi một thời gian. Chứ bây giờ những người đã chết rồi, họ không còn cái thân thể tứ đại nữa, họ dùng những cái chất này để làm cái gì? Họ không cần thiết nữa, họ không cần để ăn. Thật ra họ không có thân thể nữa, ăn cái này làm gì? Quý vị hiểu không? Thí dụ như một cái cây mà nó còn xanh đó, thì nó mới cần nước. Cái bông mà nó có còn lá còn hoa nó mới cần nước, chứ nó đã khô cần chết rồi mà tưới nước vô làm cái gì, nó đâu cần nước nữa. Cái sự không hợp lý. Cho nên cúng làm gì cho nó uổng công. Nhưng mà thôi, nói vậy quý vị giận lắm á, thì cứ cúng đi. Muốn cúng gì đâu cúng. Rồi cúng rồi tự ăn lấy chứ. Nếu mà quý vị cúng mà thiệt tình mà có lòng hiếu đạo để cho cha mẹ ăn á, mà cha mẹ mà tự ở trên cái bài vị mà nhảy xuống ăn là quý vị xỉu liền á. Hoặc là kỳ sau không dám cúng nữa. Kêu nó má, má, phải không? Lúc đó cha mẹ mình cũng kêu là má. Rồi cái lúc mình mà đi quy y với quý thầy nào hoặc là quy y Phật Pháp Tăng đó, cũng có cái điều nguyện thấy không? Từ hôm nay con chỉ quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, không quy y thiên thần quỷ vật, thấy không? Không thờ cúng thần ma quỷ, thấy không? Như vậy mà nói sư phụ nói đâu? Trong luật Phật có nói đàng hoàng, trong kinh thánh vậy có nói đàng hoàng. Thưa xin hỏi sư cô, Chúa có nói rằng phải tin ở Chúa mới được cứu rỗi, nếu tin ở các mấy đạo khác dù đã thực hành những điều tốt đều không được cứu rỗi, thưa có phải không? Đúng vậy. Khi một vị Thiên Chúa ra đời, nếu mình tin theo vị đó thì tất cả những đạo đức, những công đức đều bao gồm trong cái niềm tin đó. Kêu bằng đức tin là mẹ của các công đức. Nhưng mà phải tin một vị Thiên Chúa sống ở trong cõi này mới được. Những vị Phật sống đó, những vị Minh Sư còn tại thế đó, ý nó là như vậy. Cho nên Đức Chúa không phải nói bấy nhiêu đó, mà cũng nói rằng bao lâu mà ta còn sống trong cõi đời này, lúc đó ta còn là ngọn, cái ánh sáng của thế giới. Chứ Ngài đâu có nói lúc nào ta cũng là ánh sáng của thế giới đâu. Nó bao lâu ta còn sống là ta vẫn còn là cái ánh sáng của thế giới. Những điều Ngài nói rất là minh bạch nè. Thậm chí đến cái vấn đề ăn chay, Chúa nói trong Kinh Thánh rất rõ ràng. Chúa nói rằng nếu các ngươi ăn thịt vô trong cái bụng, vô trong người các ngươi, thì Thượng Đế sẽ giết hết cả thịt và cả ngươi luôn. Rồi trong những cái chỗ khác, chẳng hạn như Psalm 78, 79 gì đó, Thượng Đế có nói rằng ai bảo các ngươi giết những con vật vô tội mà cúng dường cho ta, các ngươi mau mau sám hối tội lỗi này, nếu không tay các ngươi dính đầy máu của những chúng sanh vô tội, ta sẽ không tha thứ, sẽ không chấp nhận những lời cầu khẩn của các ngươi. Rồi những đoạn khác có nói các con không nên gần gũi những kẻ ăn thịt uống rượu, phải không? Gần gũi mà còn không được đâu, huống chi tự mình ăn thịt uống rượu. Phật Chúa giảng cũng giống y nhau,
tại mình không chịu muốn hiểu những cái điều đó, mình coi qua cho nó vui. Mình không có tìm tòi trong cái sự thẩm thâm vi diệu giáo lý của những minh sư hồi xưa để lại. Rồi cái minh sư sống nói cái gì mình tưởng đâu nói chuyện trên trời dưới đất không. Mà thật ra toàn là nói những chuyện xưa thôi. Những chuyện của hồi xưa Đức Chúa, Đức Phật đã nói rồi. Tại mình không nghiên cứu. À, xin thầy giảng lại tinh tấn vì khó hiểu. À, tinh tấn hả? Tinh tấn là thí dụ như theo sư phụ học pháp môn Quan Âm á, rồi có người ngoài kia người ta phỉ báng, cũng phải dùng cái trí huệ của mình mà phán đoán, mà tiến hoài trên con đường tu hành của mình, chứ không được nghe theo những người phạm phu mà hiểu lầm như vậy mà bỏ con đường tu của mình, đó kêu bằng tinh tấn. Rồi chẳng những mình tự tu cho mình cho lẹ làng, cho tinh tấn, mà còn phải đem cái giáo lý của mình đã hiểu được, đem những sự lợi ích của mình tu hành mà ra nói cho những người khác biết, đặng họ cũng lợi ích, cũng sáng suốt như mình. Đó mới là tinh tấn. Xin hỏi sư cô, vậy cõi Niết Bàn là có thật hiện hữu hay không? Trong kinh Pháp Hoa, Phật có dạy rằng có một trưởng giả thấy nhà ông ta đang cháy và những người con lại ở trong nhà cháy đó rất là vui sướng và không chịu ra. Nên ông mới nói rằng ở ngoài này có rất nhiều châu báu và những của đẹp để kêu những người con này ra, và cõi Niết Bàn thì cũng như những châu báu. Hiểu rồi. Thì vậy chứ sao? Cho nên sư phụ cũng nói rằng tu pháp môn Quan Âm nó có nhiều lợi ích. Cái lợi này lợi kia, thấy cảnh giới này cảnh giới kia, thấy không? Thì cũng đó là xe trâu xe dê để cho dụ dỗ quý vị đừng bỏ bớt những cái tham của trần tục, mà sau này từ đó không biết Niết Bàn là cái gì hả? Nhưng mà phải đi ngang qua những cái cảnh giới đó, sau này mình mới biết mình là Phật. Phải đi qua những cái cảnh có cảnh, rồi sau này mới tới cái cảnh mà không cảnh. Nhưng mà cảnh Niết Bàn có thiệt rồi nha. Niết Bàn có nghĩa là cái sự tĩnh lặng của nội tâm, cái sự hoàn toàn mãn nguyện, không có ao ước những cái gì của thế gian và của cả thiên đàng nữa. Đó là Niết Bàn. Niết Bàn có thể đạt được trong thế giới này. Những người thành Phật là những người đã đạt được thế giới Niết Bàn. Mặc dù họ còn lăn lóc trong cõi đời để mà độ chúng sanh và sanh sống với chúng sanh cũng như một người thường, nhưng mà họ đã ở Niết Bàn rồi. Tại trong lòng họ vô cùng thanh thản, không muốn, không ước, không ao, không thù, không hận, không, thậm chí muốn làm Phật cũng không luôn. Chưa, lúc đó đã hết tất cả những ham muốn rồi. Đó là trạng thái của Niết Bàn, chứ không phải Niết Bàn là một cảnh giới không thôi. Còn những cảnh giới cao trên kia đó, có cảnh thì là Niết Bàn, có cảnh chưa là Niết Bàn, có cảnh chỉ là thiên đàng thôi, Niết Bàn phụ thôi. Cảnh giới của Phật là cảnh giới Niết Bàn, có nghĩa là những người đã an tâm tự tại rồi, sau khi rời bỏ cõi đời này, họ sống trong cái cảnh giới vô cùng sung sướng, khoái lạc, thanh thản, đó kêu bằng cảnh giới Niết Bàn. Có thật chứ không phải không có. Nhưng mà không phải tại vì những người đó tham muốn những cảnh đó, nhưng mà tại vì tự nhiên cái địa vị họ đưa họ tới những cái cảnh đó để mà ở thôi. Kính thưa sư phụ, chồng con có hỏi rằng làm sao để biết Đức Chúa Giê-xu tu tại Hy Mã Lạp Sơn được trong suốt cả cuộc đời của Chúa đi độ chúng sanh khoảng mười mấy năm. Xin cảm ơn sư phụ. Đức Chúa cái lúc mà ở Hy Mã Lạp Sơn không phải là đi độ chúng sanh, ở đó tu hành hoặc đi chu du khắp các nơi để mà tìm tòi học hỏi với những nhà minh sư thời bây giờ ở Hy Mã Lạp Sơn và ở dưới Hy Mã Lạp Sơn nữa, ở bên Ấn Độ và ở bên Tây Tạng. Cái điều này căn cứ theo cái tài liệu đã được tìm ra từ một cái chùa ở Tây Tạng. Cái tài liệu nó có từ 2000 năm nay đó, 1900 năm nay đó. Căn cứ theo cái tài liệu cổ điển đó mà người ta mới in ra cái tin như thế này. Hiểu chưa? Chứ khổ gần cứ chứng minh sao được cái chuyện nó đã 2000 năm rồi chứng minh vậy đó. Tại nhờ có cái tài liệu này, Đức Chúa đã đi qua những nơi nào, những nơi nào, người ta thâu góp những cái tài liệu rải rác đó và kỳ thâu góp cái tài liệu trong một cái bản trích lục trong một cái bản kinh điển cũ đó, một cái chùa ở Tây Tạng, mới biết rằng Đức Chúa Giê-xu ngao du bốn bể đi, đã từng đi ngang qua những cái dãy Hy Mã Lạp Sơn để mà tìm đạo, tìm minh sư. Sau khi ngài tìm đạo rồi, đắc đạo rồi, ngài về nhà mới tỉnh tọa 40 ngày trong sa mạc, sau đó mới ra độ chúng sanh. Độ chúng sanh có 3 năm rưỡi thôi là bị chết, chứ không phải mười mấy năm độ chúng sanh. Kính thưa sư phụ, giải thích hai trường hợp của các vị Phật. Trường hợp thứ nhất, trường hợp Đức A Nan thuộc kinh điển rất nhiều, nhưng khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, các vị trưởng lão không kính phục. Còn trường hợp thứ hai,
Đức Lục Tổ Huệ Năng kém chữ xuất thân từ Chăn Châu lại trở nên một vị tổ sư thiền tông? Là bởi vì hai vị này tu hành cái mức tinh tấn khác nhau. Thí dụ ngài A Nan xách gói theo Phật hoài, ngày nào cũng theo, rồi ngài ý rằng ngài là bà con của Phật, mỗi ngày ở bên Phật là chắc là ngon lắm, thấy chưa? Mà kết quả cũng xách dép cho Phật thôi, làm đầy tớ cho Phật thôi, nói cho đúng, nói con này không hay, cho nên không có khai ngộ được. Chính ngài cũng xác nhận ở trong kinh Lăng Nghiêm mà, cái lúc mà ngài bị một vị nữ Bồ Tát Ma đó dụ dỗ sắp phá giới rồi, rồi về mới khóc lóc với Phật, nói tại lâu nay con theo ngài mà con cứ ỷ rằng con bà con ỷ con gần Phật, cho nên con không có tu hành đàng hoàng mới bị rớt như vậy, sắp rớt như vậy. Đó là ngài tự cứ chay công nhận như vậy. Còn ngài Lục Tổ Huệ Năng á hả, ngài khai ngộ tức tốc mà tu hành tinh tấn, chứ không có ỷ lại thầy nữa, thấy không? Khai ngộ xong là ly khai thầy liền lập tức, truyền tâm ấn xong là chạy liền, chạy giặc phải chạy trốn á, cho nên không có ỷ lại vào một cái, không có chấp vào một cái vật chất nào, dù là chấp vào cái sự gần gũi với thầy của mình, thấy không? Cho nên ngài tự tu, tự tinh tấn, tự tiến bộ. Còn A Nan còn chấp vào cái sự đa văn của mình, có nghĩa là Phật nói gì nhớ nấy, ai nói gì nhớ nấy, tưởng mình ngon quá đi, cái đó đâu có gì ngon, chắc cái đầu óc điện tử của ông nó nhạy hơn những cái đầu óc khác chứ đâu có gì ngon. Cái sự lý luận của con người đều là nằm trong vấn đề trí thức mà thôi, intellect mà thôi, chứ không phải là cái trí huệ. Cho nên ngài A Nan có trí thức nhưng mà chưa có trí huệ, chưa có đạt được cái trí huệ cùng tổ của mình, chưa có đạt được cái Phật tánh của mình, cho nên hai người khác nhau là vậy. Nhưng mà sau này A Nan bị các ngài trưởng lão từ chối rồi, nói rằng người chưa có khai ngộ đó, rồi cũng cảm thấy hối hận, cái vô tu một đêm cái khai liền á, sáng ra cái các trưởng lão mở cửa mời vô, thấy không? Cái khai ngộ tu cái bằng cái tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, nhiều khi muốn ngộ là lẹ lắm, phải mình phải thành tâm, phải có cái lòng khiêm nhường, mình biết rằng mình không biết gì hết mới được. Chứ nếu mà mình nghĩ rằng cái gì mình cũng biết hết rồi, mình ngon rồi, thì khó khai ngộ lắm. Khó là khó chỗ đó, bởi vì ngài A Nan chấp vào cái sự hiểu biết của mình, chấp vào cái sự đa văn của mình, cho nên nó kẹt cái chỗ đó, biết chưa? Mình tưởng mình ngon cái chỗ nào là nó kẹt ngay chỗ đó đó. Còn ngài Huệ Năng là biết mình không tiền không bạc, thân thể xấu xí, mà kêu bị thầy kêu bằng mọi rượu ăn nam nữa. Là tại vì hồi đó ngài Huệ Năng sanh từ cõi ăn nam, là nước Nam của mình đó. Hồi đó người Tàu kêu người Việt Nam là gì? Mang Di, hiểu chưa? Cho nên ngài Huệ Năng xuất phát từ đất Việt Nam, cho nên bị thầy kêu bằng Nam Mang. Nó mì cái thứ Nam Mang làm sao thành Phật được? Nói tức ông cầu, ông mới nói người tuy có phân Nam Bắc nhưng mà Phật tánh không có Bắc Nam. Thầy mới giật mình, biết là thứ dữ. Tuy rằng ngài Huệ Năng nói như vậy, trả lời liền câu một đối với thầy như mình như vậy, nhưng mà không có cái chất ngã, hiểu chưa? Trả lời là trả lời một câu thành thật thôi, mà một câu rất là cái bằng cái gì, chớp nhoáng từ trong trí huệ mà ra, chứ không phải do lòng kiêu ngạo. Còn A Nan á hả, không có nói kiểu này hả, nhưng mà âm thầm kiêu ngạo, quý vị hiểu không? Cái sự âm thầm kiêu ngạo đó nó mới khó rửa, cho nên Phật phải dạy hoài. Nguyên một cuốn kinh Lăng Nghiêm đó là vì A Nan mà nói đó. Cho nên mình chấp bất cứ một cái vấn đề gì, cái tài năng của mình, cái lực lượng gì của mình là mình kẹt chỗ đó, là mình khó lên cái cảnh giới tột cùng. Mình còn cái ngã, mình còn cái ta, nó phân biệt với tất cả trời đất, cho nên mình khó thành vậy thôi. Nó khác là khác cái chỗ đó. Cho nên quý vị muốn thành Phật dễ lắm, đem cái ta chặt bỏ, nhưng mà khó chặt, khó bỏ. Nhiều khi mình không biết rằng mình có cái ta, nó mới khổ. Nhưng mà thôi kệ, tu lần lần rồi nó biết, tu lần lần rồi nó mòn đi, cái ta nó mòn đi. Phật tánh mình nó lớn thì cái ta nó nhỏ lần, nó bị ép xuống, rồi lần lần nó tiêu diệt. Thưa sư cô, tại sao người ta không gọi danh hiệu Đức Chúa Giêsu là Phật mà gọi là Chúa? Như sư cô đã nói, Phật và Chúa cấp bậc ngang nhau. Tại cái chữ Phật đó có nghĩa là Chúa mà, Chúa có nghĩa là Phật. Chữ Phật ở trên là có nghĩa là Buddha. Thật ra cái chữ đó là the Lord, L-O-R-D. Người ta gọi Đức Chúa Giêsu là the Lord. Rồi từ trong cái tiếng Thái, Do Thái và tiếng Anh dịch ra, mình dịch là Chúa hoặc là chủ, người chủ nhân của mình đó.
mình tự xưng mình là học trò, là kẻ hèn hạ. Còn những người đã khai ngộ, thầy của mình đó là Chúa, là chủ của linh hồn mình. Đó, mình khiêm nhường, mình tôn kính quá mà mình xưng như vậy. Cũng như những người tin theo Đức Phật thời bấy giờ gọi Ngài là Thế Tôn, Đấng Thế Tôn, Đấng Vô Thượng Sĩ hoặc là Vô Thượng Sư cũng giống vậy thôi. Thấy chưa? Đừng kêu chúng con là đệ tử, tức là con là em, là phần nhỏ. Hoặc là nhiều khi Ấn Độ, cái chữ Ấn Độ nó kêu nhiều chữ lắm. Nhưng mà thật ra sư phụ đọc ở trong kinh điển Ấn Độ, nhiều khi nó dịch là The Lord, thì cũng giống như The Lord của Chúa Giê-xu mà thôi. Nếu mình dịch đúng nghĩa ra, mình cũng phải nói là chủ hoặc là Chúa như vậy, chứ không có gì khác hết đó. Còn cái chữ Buddha là cái chữ của Ấn Độ, nó chỉ cho một người khai ngộ, một vị minh sư. Còn cái chữ Christ là cái chữ của Do Thái, nó chỉ một vị khai ngộ, một người minh sư. Thì nó khác nhau vậy thôi. Cũng như ở bên Việt Nam mình kêu cái này là bông hồng, ở bên kia nó kêu là rose. Rồi mình không có dịch ra, rồi mình nói cái rose nó khác với cái bông hồng đó, tại mình chứ. Hiểu không? Rose là bông hồng là rose. Dạ, chúng con các đệ tử xin cảm ơn sư phụ đã đáp lời thỉnh cầu của các đệ tử, mời sư phụ đến thuyết pháp cho miền Houston. Chúng con một lần nữa trân trọng cảm ơn sư phụ. Generous viewers, we appreciated your company for today's episode of The Six Paths to Perfection, Questions and Answers, Part 4 of 4, on Words of Wisdom. Days be blessed with heavenly miracles and wonders. For more details, please visit suprememasterTV.com/WOW.